tin Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc xem việc phá thai là hành động y học vô đạo đức. Hồi đầu tháng này, luật phá thai của chính phủ Hàn Quốc được xem xét lại và đã kể phá thai vào một số hoạt động y khoa không có đạo đức. Phá thai là việc làm bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Chỉ có luật trừ cho những trường hợp bị cưỡng hiếp, loạn luân hoặc để cứu sống người mẹ, theo hãng tin AFP, theo luật hiện hành, các bác sĩ thực hiện phá thai có thể bị kết án đến 2 năm tù giam và những phụ nữ phá thai có thể bị phạt tiền và phạt tù 1 năm. Thế nhưng, báo cáo cho thấy phá thai rất phổ biến tại quốc gia này. Theo nghiên cứu vào năm 2012, được xuất bản trên tạp chí quốc tế về luật chính sách và gia đình, thì hàng năm tại Hàn Quốc có khoảng 340.000 vụ phá thai, trong khi đó số trẻ em được sinh ra là 440.000. Trong cuộc tuần hành về sự sống tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2018, Đức Hồng Y Andrew yong so -yong nói với các tín hữu công giáo, phá thai không chỉ tấn công vào bào thai nhưng là các thai phụ. Nó sẽ mang một nền văn hóa chết chóc vào trong xã hội chúng ta và nó thậm chí không nên được xem như một lựa chọn. Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc năm 2014, Đức Thánh Cha Phan -cô đã viếng một nghĩa trang biểu tượng cho các nạn nhân của nạn phá thai, nơi Ngài cử hành thánh lễ với 800.000 tín hữu Hàn Quốc.